Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Good morning, Ngọc Lan, Hoàng Trọng Thủy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Rất là vui để gặp Ngọc Lan trở lại. Xin chào anh Thủy, kính chào quý khán giả. Nhưng mà nói là vui thì gặp bạn thì vui rồi, nhưng mà tin tức thì không được vui lắm. Hôm nay thì Thống đốc California trong một cuộc họp từ chiều hôm qua, ông đưa ra cảnh báo với đặc biệt những ai mà sử dụng nước quá đáng. Và chúng ta đã nghe đến cái chuyện tiết kiệm nước trong thời gian qua, thưa quý vị. Ông nói rằng ông đã ra cái khuyến cáo đó là người dân California phải tiết kiệm nước. Mà trong 1-2 năm qua đó, California hạn hán đủ hết và cái nguồn nước mưa không đủ. Và vì thế chúng ta hiện nay đang thiếu nước trầm trọng. Thế nhưng chúng tôi đặt câu hỏi là, ủa, thế thì cái ngân sách mà mình đã từng bỏ phiếu mình thông qua từ những năm trước đó, 7 tỷ mỹ kim đâu để mà sử dụng trong cái việc mà tiết kiệm nước rồi giữ được các nguồn nước bị thất thoát xuống biển đó, thì sao? Thì cái chuyện đó họ nói rằng họ đang tiến hành để xây dựng. Nhưng mà trong thời điểm này đó, ngoài cái việc mà đã có cái ngân sách đó rồi, vẫn yêu cầu người dân tiết kiệm nước. Theo bản tin ghi nhận đó, trước đây thì bên phía Sacramento yêu cầu người dân California tiết kiệm 15% nước. Nhưng mà không những không tiết kiệm mà có vẻ nhiều như hơn. Là xài nhiều thêm hơn nữa, thưa quý vị. Tôi nghĩ rằng trong 2 năm đại dịch đó, bởi vì đa phần chúng ta ở nhà đó. Dạ, đúng rồi. Phải không? Mình ở nhà nhiều quá thì mình sử dụng nước nhiều hơn. Đi làm thì có thể là vì vấn đề mà sinh hoạt cho nên cái việc mà sử dụng nước nó giảm đi. Và mình sử dụng mà nguồn nước ở các phương tiện công cộng hoặc là ở những nơi sở làm. Nhưng mà ở nhà, nhiều người ở nhà đó không biết làm gì, trồng cây đó. Dạ. Hãy trồng cây thêm thì thiếu nước. Cho nên ngày hôm qua theo lượng định, ông có một cuộc họp với các vị giám đốc của các công ty tiện ích của California. Thì họ mới đề xuất những cái kế hoạch này. Thế nhưng đây chỉ là khuyến cáo thôi, bởi vì ông nói rằng nếu từ bây giờ cho đến mùa hè, tức là từ bây giờ cho đến hết mùa hè này, tức là tháng 9 luôn á, đầu mùa thu, mà lượng nước ở California vẫn tiếp tục bị tiêu thụ một cách mạnh mẽ mà không tiết kiệm thêm nữa đó, thì sẽ có các lệnh trừng phạt. Ông chỉ mới khuyến cáo đến cái lệnh trừng phạt thôi. Nhưng mà trong quá khứ chúng ta cũng biết đó, cái lệnh trừng phạt đó có thể là sẽ gia tăng cái tiền nước hạn ngạch. Giống như điện đó, có thời gian mình phải tiết kiệm điện đó. Yeah. Và hiện nay đó, cái việc mà sử dụng điện cũng rơi vào hạn ngạch đó, thưa quý vị. Mỗi một tháng mà quý vị xài nước quá đáng cái mức mà chính phủ ban hành thì quý vị phải trả thêm bao nhiêu tiền, và thường đó, cái giá trả thêm rất là cao so với giá bình thường. Và ông Newsom ông nói rằng tôi không muốn có cái việc mà bắt buộc người dân và phạt người dân như thế. Tuy nhiên cái chuyện mà đầu tiên, cái bước đầu tiên mà California sẽ làm đó là sẽ hạn chế. Mỗi một tháng quận, thí dụ quận Cam được 1 tỷ thước khối nước để tiêu thụ. Nếu mà xài hơn 1 tỷ nước khối đó sẽ bị phạt. Hoặc là chỉ như thế thôi chứ còn không hơn được nữa. Và ở Los Angeles thì cũng đã có nỗ lực, nhất là trong quá khứ, từ cả chục năm trước. Quý vị còn nhớ lúc mà California rơi vào tình trạng hạn hán á, nhiều người đã bị phạt nặng luôn á. Yeah. Rồi thậm chí quý vị thấy mỗi sáng là xe của nhà nước hoặc là người dân á, cũng thấy những nơi nào mà nước nó tưới cỏ mà nó bị chảy ra ngoài đường đó, họ cũng báo cáo với chính quyền của thành phố để xử phạt nơi đó. Thì đó là những cái nỗ lực hiện nay. Thì ông phía Sacramento đó chỉ muốn là đưa ra các khuyến cáo trước khi có những cái biện pháp ban hành
một cách mạnh tay hơn nữa. Rồi nếu mà giới hạn cái nguồn nước mà vẫn không được nữa đó, thì đến lúc đó chúng ta thấy có thể là vào sang năm 2023 thì chính thức lúc đó, nếu như vào mùa đông mà chúng ta vẫn không có lượng tuyết đủ, không có lượng mưa đủ và California vẫn phải đương đầu với tình trạng thiếu nước, thì Sacramento đành phải ra ban hành cái lệnh mà gia tăng tiền nước và phạt. Phạt thì chắc chắn là nặng lắm, mà phạt không phải là phạt cho cá nhân, nhưng mà phạt luôn cho cả quận hoặc là những thành phố nào tiêu thụ nước quá đáng. Mới đây ở thành phố Huntington Beach có một cái cuộc họp của hội đồng thành phố cách đây khoảng 2 tuần, vâng, để đưa ra cái kế hoạch lọc nước biển thành nước sạch, lọc nước biển thành nước ngọt. Nhưng mà thành phố Huntington Beach trong đó kể cả các cư dân đó, họ đã bác bỏ, cuối cùng không thông qua được. Họ nói rằng đó là một cái chiêu bài với sự hỗ trợ của ông thống đốc Newsom đối với một công ty ở Canada, nhằm mục tiêu đó là sẽ gia tăng thêm cái tiền nước của người dân Huntington Beach và kể cả quận Cam. Quận Cam thì chúng ta có đường biển và hệ thống lọc nước, nhưng mà khi mà chúng ta bắt đầu quen xài nước biển mà sang nước ngọt đó, thì chắc chắn tiền mà trả tiền nước sẽ cao hơn rất nhiều. Bởi vì hệ thống lọc rất là tốn kém, thưa quý vị. Cho nên ông Newsom nói trước khi đưa ra những cái kế hoạch mà có thể bắt buộc là chúng ta phải áp dụng cái phương pháp lọc nước biển thành nước ngọt đó, thì chúng ta tiết kiệm nước đi cái đã, để xem coi người dân California có đáp ứng với những đòi hỏi của chính quyền Sacramento hay không. Kỳ trước thì cũng liên quan đến cái chuyện nước, mình đã nói một lần là đến tháng 6 thì một số những county, có một số county sẽ bắt đầu áp dụng cái chuyện mà một tuần chỉ có được tưới cỏ một lần thôi. Trong đó không có Orange County, nhưng mà với cái tình trạng mà nước đang bị cái tình trạng mà khô hạn như thế này, thì sắp tới đây là nhiều nơi ở tiểu bang Cali sẽ đều bị như vậy. Thưa quý vị, quay trở lại với lại tin liên quan đến người Việt Nam ở Mỹ. Thì hôm thứ Bảy vừa rồi, hôm sáng thứ Bảy vừa rồi, hai vợ chồng người Việt làm nail đã bị một tai nạn là cả hai vợ chồng chết hết. Khi mà trong một cái cuộc mà rượt đuổi của cảnh sát. Nhưng mà điều trớ trêu đó là không phải là cảnh sát rượt hai người này, mà cảnh sát rượt hai chiếc xe nghi là xe ăn cắp. Thì khi cảnh sát bắt đầu trích còi yêu cầu họ là phải dừng lại đó và mở đèn lên rượt, thì chỉ 26 giây sau thôi thì một trong hai chiếc xe đó đã tông vào chiếc xe của hai vợ chồng người Việt Nam này. Ông chồng tên là Bình Nguyễn, 51 tuổi và người vợ tên là Tiên Lê, 46 tuổi. Hai vợ chồng đang trên đường đi làm nail, lúc đó khoảng 8 giờ rưỡi hơn. Thì hai vợ chồng ông Bình và cô bà Tiên này mới tấp vào, đang lái vào trong một cái khu đó. Cái khu đó là khu shopping, nói là của người Việt Nam rất là nhiều. Thì tấp vào đó để mua cà phê, thì lúc đó một trong hai chiếc xe bị cảnh sát đuổi, đã tông rất là mạnh. Hai vợ chồng chết tại chỗ, còn riêng cái người tài xế kia đó thì bị thương nặng, được đưa vào trong bệnh viện. Thì khi mà cái tai nạn này xảy ra đó, hai vợ chồng ở Sacramento để lại hai đứa con, thì một đứa con gái mới có 8 tuổi thôi và một đứa bé trai là 5 tuổi. Thì ở trong hình đây, người đàn ông này là anh trai của ông Bình, thì đang trả lời phỏng vấn của bên mấy cái đài TV ở đó, thì nói là gia đình quá bàng hoàng, là tại vì đâu có tưởng tượng được những cái sự việc như vậy xảy ra. Vừa mới hai vợ chồng đi làm thôi thì bị xe tông như vậy. Rồi một trong hai chiếc xe đó, một chiếc xe thì tông vào chiếc xe của vợ chồng ông Bình và bà Tiên, còn một chiếc xe thì nó chạy thoát luôn. Thì bây giờ cảnh sát đang giống như là đang truy nã tài xế của chiếc xe còn lại. Nhưng mà từ đây thì mình mới thấy rằng là đối với những cái chuyện mà rượt đuổi như vậy, mà lúc đó đó cảnh sát còn nói là đường phố lúc 8 giờ rưỡi sáng thì đường phố rất là đông, mà nói là còn hy vọng là ai có những cái camera gì lúc đó để cho thấy lại. Nhưng mà ở đây mình thấy rượt đuổi như vậy nguy hiểm quá, nguy hiểm cho những người vô tội giống như là hai vợ chồng này.
đúng không? Tự dưng rồi cái nó là chỉ mới 26 giây thôi, 26 giây từ lúc mà cảnh sát bắt đầu quay đèn lên và bắt đầu đó là đã tông vào trong hai vợ chồng này rồi. Đã có những cái biện pháp để giảm thiểu cái tình trạng giật đuổi rồi, nhưng mà rồi bọn chúng có lúc chạy đến 110 dặm một giờ trên xa lộ ổi hoài à. Mà hầu như tuần nào chúng ta cũng thấy có, mới hôm qua nữa chạy từ San Diego xuống tới quận Cam, bắt ở quận Cam cũng bỏ chạy. Không biết chạy đi đâu mà vẫn chạy thưa quý vị. Cho nên không những bị vào tù tội nặng hơn vì chống cự cảnh sát mà còn gây cái chết hoặc là thương tích cho bao nhiêu người khác nữa. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 4085094480 714. Ngọc Lan Hoàng chuẩn bị trở lại với tất cả quý khán thính giả ở tại một thành phố rất là lãng mạn mang tên là Medford, tiểu bang Massachusetts. Ở nước Mỹ này nhiều nơi đẹp lắm, không khác gì châu Âu thưa quý vị. Đằng sau nhà đó là có một cái dòng sông nó chảy qua. Rồi thành phố Medford này nó giống như là một cái thị trấn thôi, nó nằm phía bên ngoài của Boston, Massachusetts. Đẹp lắm, cây cối nhiều và bốn mùa rõ rệt. Thế nhưng ngày hôm qua ở tại nơi đây, hàng xóm trong khu phố này cảm thấy rất là bất an bởi vì đã xảy ra một cái chết mà họ không hiểu. Cảnh sát hiện nay cũng gãi đầu bởi vì họ thấy cũng lạ lắm. Người con trai tên là Ryan gọi điện thoại cho cảnh sát báo đó là anh không tìm thấy mẹ đâu hết. Anh có đến nhà, có những cái lời khai mà mình cũng hơi nghi ngờ. Anh nói anh gặp mẹ lần cuối cùng là vào khoảng 4 giờ 30 phút chiều Chủ nhật qua. Mà thường đó là thứ bảy Chủ nhật đó, mẹ của anh hay bà tên là Barbara, bà hay đi làm nail đó, cứ tuần bà làm đẹp. Thì bà khi mà gọi đến nhà mà không thấy mẹ thì tưởng là mẹ đi làm nail rồi, anh không để ý. Nhưng mà tối hôm đó anh gọi điện thoại liên tục luôn, không thấy mẹ nhấc điện thoại. Thì anh nghi ngờ, không biết chuyện gì xảy ra mới nhờ cảnh sát đi tìm. Thì khi cảnh sát tới nơi đó, sáng ngày hôm qua 8 giờ 30 sáng, thì cảnh sát mới thực hiện cái việc mà truy lùng. Thì khi mà đến nhà đó, thì họ tìm hết tất cả. Họ xuống bên Massachusetts, họ có căn nhà có cam hầm. Và dưới hầm này đó lại để có một cái thùng đựng đồ recycle, đồ tái chế. Thì cảnh sát tìm thấy thi thể của bà Barbara trong cái thùng này. Và người con trai thì khai với cảnh sát đó là khi anh đi tìm mẹ đến nhà đó thì không thấy bà. Buổi chiều Chủ nhật anh có ghé qua thì anh mới tìm thấy là ví nè, điện thoại, chìa khóa xe vẫn còn trong nhà. Anh nói rằng mà câu hỏi đặt ra đó Ngọc Lan, và tôi cũng hơi thắc mắc đó, tại sao anh không đi tìm? Mà nếu anh đi tìm thì chắc chắn có thể là anh sẽ tìm thấy mẹ, hay là anh vẫn không nghĩ là bà có chuyện gì cả, hoặc là có ai đó rước bà đi như thế nào đó, mà phải chờ để gọi cảnh sát tới giúp tìm mẹ. Cho nên cảnh sát ngày hôm nay họ nói khi mà nhân viên cứu thương tới nơi đó, họ tìm thấy thi thể của bà trong cái thùng đựng thùng rác, đựng đồ recycle, thì nhìn bên ngoài không thôi đó thì không thấy có vết đánh, không có vết máu, không có vết chấn thương gì hết. Và họ nói rằng hôm nay sẽ tiến hành thực hiện cuộc rào nghiệm tử thi, có nghĩa là trưa nay họ sẽ làm á, để mà tìm hiểu xem không biết được có thể bà rớt vào đây hay là bà leo lên bà làm cái gì đó rồi rớt vào chết rồi không có ai cứu được, cho nên hoặc một lý do nào đó. Nhưng mà cuộc điều tra sơ khởi ban đầu thì không thấy có một cái vết tích gì trên người cả.
thì cái vấn đề ở đây nó cũng làm cho người ta hơi ngạc nhiên. Hàng xóm thì thấy tội nghiệp lắm, bà có một con chó, hàng xóm nói rằng thấy con chó nó cứ lảng vảng trong sân á, và người hàng xóm nói hàng ngày họ vẫn thấy bà ngồi trước hiên nhà chơi với con chó, rất thân thiện với hàng xóm. Cho nên một cái khu phố nhỏ mà lãng mạn đẹp như thế này thì cái chết của bà Barbara đã khiến cho người ta cảm thấy bất an và buồn vì mất đi một người hàng xóm hiền hậu. Tôi cũng lại có một cái tin không có vui cũng liên quan đến cái chuyện mà chết người, nhưng mà đây lại là một người Việt Nam nữa, một phụ nữ Việt Nam ở Florida. Cô này tên là Cúc Lương. Nhưng mà khi đi làm á, đi làm ở tiệm nail thì người ta gọi cô là Tina Lương. Chị mới 61 tuổi. Thì hôm thứ 7 tuần trước nữa thì mỗi buổi tối đó thì cô hay chạy xe đạp giống như là chạy exercise vậy đó, cùng với chồng cô. Thì trong mỗi lúc chạy xe đạp như vậy á thì cũng bị một kẻ lái xe tông chết. Nhưng mà là hit and run, tức là bây giờ cảnh sát đang truy tìm coi cái kẻ đụng cô là ai mà không có dừng lại. Thì đụng cái cô mới qua Mỹ, nói là cô người chủ tiệm nail nói với cảnh sát á, là cô này mới qua Mỹ chưa có lâu. Nhưng mà đi làm việc, hai vợ chồng làm việc rất là chăm chỉ để mà muốn kiếm tiền, để mà mua nhà, vân vân. Nhưng mà bây giờ thì khi mà cô mất như vậy thì gia đình đã phải... hai vợ chồng có ba đứa con nhỏ. Thành ra là những người mà làm chung với cô đó đã mở một cái trang web GoFundMe để mà giống như là tìm kiếm cái sự giúp đỡ từ cộng đồng để mà giúp cho cái chi phí làm mai táng và chôn cất cô. Cái số tiền người ta vận động chỉ là 10.000 thôi. Yeah. Nhưng mà đến hôm nay thì cái số tiền đó được mọi người đóng khoảng 9.000 mấy. Yeah, 9.000 mấy. Thì đó cũng là một lần nữa vừa thấy rằng là tự nhiên trong 2 tuần liên tiếp mình thấy như vậy là 3 người gốc Việt đang làm ở đây, hai vợ chồng ở Sacramento thì bị tai nạn vào hôm sáng thứ 7, còn cô Tina Lương này thì bị tai nạn cũng hôm thứ 7, mà thứ 7 tuần trước. Mà cũng đây thấy cái chuyện mà đi tập thể dục buổi tối á, cho dù đi bộ hay là đi xe thì cũng phải thật là cẩn thận, chứ bởi vì nó nhiều cái không chuyện mà mình không thể nào mà nói trước được những tài cái tai nạn nó rất là khổ. Đúng mà tai bay vạ gió thì mình không bao giờ biết được cái rủi ro nó đến như thế nào. Song song với cuộc họp về nước ở Sacramento ngày hôm qua, mạng xã hội được đề cập tới, và điểm đáng chú ý là California lại thông qua một dự luật cho phép bố mẹ kiện các trang mạng xã hội với doanh thu từ 100 triệu Mỹ Kim trở lên. Chủ đích là họ nhắm vào các trang mạng xã hội bạc tỷ như là Facebook, Instagram và TikTok. Còn ngoài ra những trang mạng xã hội khác dưới 100 triệu Mỹ Kim doanh thu đó và cung cấp email không gây cái nghiện cho trẻ em á, thì không bị ảnh hưởng. Thì hiện nay đã các đại diện của Facebook, TikTok với Instagram cảm thấy rất là bực bội, nhất là ở California này. Họ đã đầu tư khá nhiều và từ California ra, như ở San Francisco, vân vân, Palo Alto. Thế nhưng theo đề nghị của các nhà lập pháp, điểm đáng chú ý là đến từ một dân biểu đảng Cộng Hòa. Ông đại diện cho khu vực mà ông nói rằng bố mẹ đã gọi điện thoại đến và than phiền và yêu cầu ông là phải tìm một cách biện pháp nào đó để làm giảm việc mà sử dụng mạng xã hội từ trẻ em. Mà quả nhiên như thế, thưa quý vị. Nhưng mà bên cạnh mạng xã hội đó, con nít Mỹ, chúng tôi nói tới những em mà mười mấy tuổi trở lại đó, các em chơi game khủng khiếp luôn. Vâng. Mấy đứa nhỏ trong nhà cũng thế. Nhà của mình đây mà không biết được làm thế nào để mà chúng khổ lắm. Bố mẹ thì bận rộn rồi, con cái thậm chí nó ngồi nó ăn cơm mà nó cũng cầm cái điện thoại nó chơi game. Cho nên đó là những cái mà người phụ huynh chúng ta cần phải đưa ra các biện pháp. Chúng tôi thấy có lúc đi ăn á, và trong tiệm phở đó, hai vợ chồng, hai đứa nhỏ, mỗi người chú mắt vào cái điện thoại. Chuyện đó thường lắm. Cái đó
thì không trách tại sao mà nó để cho con em nó bị nghiện. Có những bố mẹ không có cách nào khác, bởi vì nói rằng chúng tôi cấm nó, nghĩa là chỉ bắt nó là không có được ngồi vừa ăn vừa coi điện thoại đã chơi game á, nhưng mà rồi nó vô trong phòng nó chơi suốt đêm, hoặc là nó đi học rồi, và có đứa nó còn đang có tưởng tượng nó chơi tới 3 giờ sáng. Dạ tôi biết 3 giờ sáng luôn, rồi sáng dậy không nổi, vô học không học được, rồi bây giờ lại đổ lỗi là trang mạng xã hội làm cho tụi nó nghiện. Thì Ngọc Lan nghĩ sao và quý vị nghĩ sao? Có phải là trang mạng xã hội hay không? Hay là phụ huynh? Bây giờ phụ huynh không làm được gì hết thì đòi thưa. Cái chuyện thưa kiện đó như thế nào? Mời quý vị tiếp tục theo dõi ngay sau phần quảng cáo với Cà Phê Sáng. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Ngọc Lan Hoàng Trọng Thùy trở lại với quý vị với Cà Phê Sáng. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đang đề cập lại thêm một dự luật California vừa được Quốc hội California thông qua, nhắm vào các trang mạng xã hội với doanh thu trên 100 triệu Mỹ Kim hàng năm. Vì thế họ chỉ nhắm vào các trang mạng xã hội lớn, Facebook, Instagram, TikTok. Nói chung là nếu các công ty có doanh thu cao sẽ phải chịu trách nhiệm trong cái việc gây nghiện cho con cái. Và phụ huynh có thể kiện nhiều lần chứ không phải một lần, Ngọc Lan, bởi vì cái tiền bồi thường á, nghe nó nhỏ, thấy nó nhỏ, nhưng mà bởi vì nhiều lần cũng có thể nhiều tiền. Mỗi một lần vi phạm, thí dụ như Ngọc Lan nói, ồ con của tôi hôm qua nó bị trầm cảm hoặc là nó muốn tự tử bởi vì bạn bè lên trên mạng Instagram chỉ trích nó đủ thứ hết, kiện. Nếu mà xét có tội thì sẽ được 25.000 Mỹ Kim một lần vi phạm. Rồi qua tuần lễ sau, cái Ngọc Lan lại nói, ồ con tôi nó lại bị muốn tự tử. Thì cái việc đó mình thấy không biết làm sao để thi hành. Rồi cái vụ kiện này, tòa án California bây giờ đã chật cứng người rồi, bận rộn lắm rồi, mà bây giờ còn phải đương đầu với những vụ kiện. Mà quý vị tưởng tượng xem, nếu như những bậc phụ huynh mà họ không theo dõi con cái, không đưa ra những biện pháp mà chỉ nhắm kiếm tiền thôi, thì họ có thể áp dụng cái chuyện này. Họ cứ bêu lên, ồ con của tôi bị thế này thế kia, rồi chụp hình nó đau khổ, nó ở trong phòng tối không chịu đi học, đại khái như thế, dựng lên cái câu chuyện đó. Thì đây là một trong những nỗ lực mà chúng tôi thấy rằng mình không có chữa trị cái nguồn, mà mình chỉ nhắm đến những cái vụ kiện. Rồi công ty Facebook, Instagram hôm nay tuyên bố đó là nếu mà thực sự cái luật này được thông qua và họ bị kiện mà phải đương đầu với những cái vụ kiện, đâu phải là một vụ đâu, có thể lên cái cả ngàn vụ nữa. Bởi vì phụ huynh có quyền, ai muốn kiện thì kiện, thì cái số tiền đó. Nhưng mà cái vấn đề không phải là vấn đề tiền, mà cái vấn đề họ nói bị ảnh hưởng, mà họ làm gì hơn nữa. Bởi vì giống như một cái game, tại sao không kiện game? Tại sao không kiện hãng làm game, nói ồ cái game này làm cho con tôi nó bị nghiện, mà chúng tôi biết có những cái game chơi một cái là nghiện khủng khiếp luôn. Tại sao không kiện hãng game mà lại kiện trang mạng xã hội? Trang mạng xã hội họ dựng lên đâu có phải mục tiêu để gây nghiện cho con của mình, để đưa ra những cái hình ảnh xấu. Họ có những cái biện pháp để mà làm giảm những cái ảnh hưởng đó. Nhưng mà rồi thì trách nhiệm đâu phải là chỉ có mỗi trang mạng xã hội đâu, trách nhiệm còn ở phụ huynh, và ngay cả các em cũng lại tội nghiệp mấy đứa nhỏ. Ngọc Lan nghĩ có thể tại sao? Tại vì trên Facebook á, mình không có biết, hình như là thấy nhiều đứa nhỏ 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 cũng vào Facebook. Tại sao họ không có quy định cái tuổi? Ngọc Lan nghĩ như vậy, có thể là
ở cái tuổi nào đó thì nó có thể nó sử dụng. Thì nói cái chung là đó. Dưới 18 tuổi đó, nếu mà còn ở trong tay phụ huynh chăm sóc thì nó phải có một cái sự quan tâm đặc biệt. Thì khi mà sử dụng các trang mạng xã hội thì không có quy ra, nhưng mà nhiều phụ huynh rất là lạ, cái gì cũng quy trách nhiệm cho xã hội, quy trách nhiệm cho những cái chỗ khác, nhưng mà không thấy là trách nhiệm của mình. Thí dụ như một chiếc xe đó, họ sáng chế, họ chế ra, họ không có kiểm soát kỹ, quality control gây tai nạn, thì cái điều đó mình có thể chấp nhận được, cho nên nó xảy ra cái lệnh thu hồi. Còn bây giờ trang mạng xã hội còn cái chịu trách nhiệm của các bậc phụ huynh người lớn nữa thì không thấy quy cái trách nhiệm đó. Và phụ huynh nói ồ tôi bận rộn quá, bây giờ tôi không có chăm sóc mấy đứa nhỏ được, thì bây giờ đó bọn chúng lên trên trang mạng xã hội bây giờ. Và thậm chí có những người để cho con cái tự do sử dụng trước mà không có kiểm soát ngay từ đầu. Bây giờ họ được quyền để kiện kiếm tiền nữa. Có người thì cho tự do sử dụng, nhưng mà có người thì lại cấm, nhưng mà cái cách thì quá là cực đoan. Thành ra là Ngọc Lan nghĩ sẽ tùy theo phụ huynh mà có quan tâm á, thì sẽ tùy theo mỗi một đứa nó cái tính nết nó khác nhau và phải biết làm sao với nó. Phụ huynh mà không take care được từng đứa con của mình thì mà đổ lỗi hết thì cũng khổ. Thưa quý vị, ngày hôm qua đó trong chương trình Cà Phê Sáng thì anh Hoàng Trọng Thụy có nhắc đến cái vụ cướp tiệm nữ trang ở Pelaterra đó, một cái khu thương mại rất là cũng xếp vào hạng là hạng sang trọng ở khu vực này ở gần Lido Sài Gòn. Vào lúc buổi trưa ngày Chủ nhật lúc khoảng 12 giờ mấy thì xảy ra vụ cướp đó. Thì ngày hôm qua đó, những đài truyền hình địa phương người ta mới follow theo để phỏng vấn, tại vì cái việc mày mà đánh được 4 tên cướp chạy ra khỏi tiệm hết á là từ những cái người chủ tiệm thôi. Thì khi mà phỏng vấn một trong những người chủ tiệm đó là cô Sarah Vasca, cô này là một trong những chủ tiệm cũng còn trẻ, thì khi mà cô kể thì cô nói rằng là trong đời cô chưa bao giờ mà cô đánh ai hoặc là cô phải dùng đến giống như là sức lực của mình. Nhưng mà vì đây là cái tiệm kinh doanh của gia đình cho nên là bằng mọi cách là mọi người phải bảo vệ nó. Thành ra lúc mà cô nhìn thấy 4 tên trùm đầu đi vào đó, rồi xong rồi sau đó một tên cầm cái búa đập vào trong tủ kiến đó, là lúc đó là mọi người là hét lên. Thì lúc anh của cô ở trong nhà cũng chạy ra thì đấm thẳng vào mặt một trong những kẻ này. Rồi cô thì cũng bay ra, có nghĩa là cô nói là cô bằng mọi cách là cô đánh những cái tên này, những tên còn rất là trẻ, rồi cô vớ được cái ghế, rồi cô nghĩ là cô phải cầm một cái gì đó thật là nặng, thật là cứng để mà cô đánh trả lại. Thì lúc đó anh của cô cũng bị, tại vì trong này có một tên nó cầm cái búa, thành ra là nó cũng đánh trúng anh cô, nhưng mà không có bị thương tích gì nghiêm trọng. Thì sau đó cả 4 tên này bỏ chạy hết. Thì người ta vừa nói là cô nói cũng tự hào là mình đã bảo vệ được cái doanh nghiệp của mình, cái tiệm của mình, nhưng mà cô nói là cũng hơi crazy, cũng hơi điên khùng một chút, là bởi vì lần đầu tiên cô làm như thế. Nhưng mà qua vụ này đó thì đồng thời người ta cũng phỏng vấn một cái ông chuyên về luật á, chuyên viên về pháp luật, thì ông nói rằng á không có gì mà quan trọng hơn là tính mạng của mình. Không có một kim cương, không có một trang sức nào quan trọng hơn là tính mạng của mình. Những người này họ rất may mắn. May mắn là bởi vì cái đám kia nó chỉ có cây búa thôi, chứ nếu mà có súng thì chuyện nó đã khác. Đó, cho nên là đó là cũng là một cái lời, nhân cái vụ này cũng là một cái lời nhắc nhở, ý rằng là đúng là mình phải chống trả, nhưng mà phải suy nghĩ lại coi cái việc đó nó có đáng hay là không. Bởi vì tất cả những chuyện này thì nó đều là có bảo hiểm hết. Nhưng mà giống như ông đó đó, ông nói là chuyên về thực thi pháp luật, thì ông kêu rằng là không có cái gì mà quý hơn mạng của mình hết. Và những người này may mắn là tại vì cái đám kia nó chỉ có cây búa, nó không có súng. Chứ nếu có súng thì chuyện nó đã trở nên khác rồi. Làm tôi nhớ cái chuyện mà làm neo không trả tiền bỏ chạy ra, xong chủ nhân đứng ra cản, dùng thân mình cản xe lại. Để rồi bị xe cán chết, thì những cái chuyện đó nhưng mà mình cũng thông cảm cho được cái tâm lý bị bực khác, tại vì tiền rồi cái thời gian đang tìm cách gây dựng cơ sở thương mại mà tự nhiên có một
cướp nó vô. Và đây là những người họ đã chứng kiến những cái cảnh mà những cái tên là côn đồ này đã đập cửa phá họ hại những cái mo, cho nên họ bực bội lắm, cho nên bằng mọi giá họ phải tấn công. Cũng có thể như tôi nói từ trong cái tường trình ngày hôm qua đó, có thể là nhìn thấy bọn này nhỏ con hoặc là trẻ, cho nên không có, nếu mà nó vào nó có súng nó đã đe dọa rồi. Cho nên nghĩ như thế Ngọc thì... Lan nghĩ là phản ứng tự nhiên, nhưng mà cuối cùng kiểm tra lại mất 3 chiếc nhẫn. Mất 3 chiếc nhẫn, nhưng mà họ không có nói là cái giá trị của nó là bao nhiêu hết. Đó, chỉ kể lại, cô này chị cũng kể lại, nhưng mà cô cũng nói là lúc đó đúng là tôi cũng hơi crazy. Đi cái hành động đó thì cũng vừa là tự hào nhưng mà vừa cũng sợ. Nhưng mà nói là may là bọn cướp nó như không. Như tôi là tôi rượt theo luôn á. Tôi không những đánh nó, có thằng nó bị té rồi, mình rượt theo bằng mọi giá chụp nó lại cho cảnh sát. Chúng tôi tiếp tục với bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Ngọc Lan Hoàng chào tụi trở lại với tất cả quý khán thính giả, và chúng tôi vừa nhận được một đoạn video của từ đài NBC số 4. Thưa quý vị, nước Mỹ là Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ, có nhiều sắc dân và chúng ta thường thấy có những chương trình để ca tụng hoặc là chào mừng cái sắc tộc, văn hóa của sắc tộc đó. Thì trong tháng năm này là chương trình để ca mừng, ăn mừng cái di sản của người châu Á, trong đó có người Việt Nam chúng ta, và đài truyền hình NBC số 4 chọn Little Sài Gòn TV để xem một phần cái đóng góp của cơ quan truyền thông trong cộng đồng vào cái sự thành công, những cái đóng góp của người Việt Nam chúng ta trong cộng đồng người Việt như thế nào. Chúng tôi hy vọng có âm thanh, và đây là chúng tôi xem cùng với quý vị, Ngọc Lan cũng xem cùng với chúng ta, bởi vì chúng mới tôi chỉ quá biết chưa mới mới chiếu sáng nay mới chiếu trực tiếp trên đài NBC số 4 sáng nay, và chúng tôi nhận được cái clip của người phóng viên gửi đến. Hình ảnh nó hơi mờ thưa quý vị, nhưng mà mời quý vị cùng theo dõi với chúng tôi. Thì đây là sứ công viên giới thiệu đây, bên trong phòng ghi hình của đài. À, Ngọc Lan Nguyễn Trường. Đây là cô Teresa, đây là John Thái, giám đốc của đài. Ngọc Lan mặc áo đẹp hôm đó lắm nha. Mình không nghe tiếng được gì hết. Không được nghe không thấy tiếng ha. Đó, Ngọc Lan đang làm cà phê sáng phải không? Live phải không? Chương trình cà phê sáng hôm thứ năm tuần trước. Đó là anh David Warner của đài. Hoàng Trọng Thủy. Làm thời sự thế giới. Một chút xíu để khoe với quý khán thính giả. Đó là anh Huy Jerry ở trong đài. Đây là chương trình mà để làm cái giống như là một cái phóng sự về một cái cơ sở thương, một cơ sở của người Việt Nam, nhưng mà làm cái công việc đặc biệt là làm về truyền thông. Thì cái công ty Little Sài Gòn TV đang được điều hành bởi giống như là một cái family, cái công việc của gia đình á. Thì có ba anh em, thì quý vị đang nhìn thấy ở đây ngày hôm đó thì cái người mà phóng viên người ta thực hiện đó là cả ba anh em đều là những người thuyền nhân vượt biên vào năm sau khi mà miền Nam sụp đổ năm 1975 làm sao. Rồi,
Điên Xuân Dương. Điên Xuân Dương rồi tìm đến những cái hình ảnh mà họ ở trại tị nạn cũng như là ba người đã cùng nhau để mà vận hành cái công ty này như thế nào, của đài như thế nào, người thì lo về nội dung, người thì lo về kỹ thuật, người phải lo về marketing, ba người và những cái đóng góp của Dilo Sài Gòn TV trong mấy mươi năm qua đối với vào cái chuyện mà thông tin đến cho cộng đồng người Việt ở không chỉ riêng ở Lido Sài Gòn mà ở khắp nơi. Một cái điều mà đáng mừng nữa đó là bởi vì Lido Sài Gòn TV, ông giám đốc của đài Đinh Xuân Thái, tức là người đầu tiên, người Việt Nam đầu tiên làm TV ở Mỹ nói riêng và ở hải ngoại nói chung. Ông Đinh Xuân Thái là người tốt nghiệp trường lớp ở đây đàng hoàng, chuyên về ngành truyền thông. Thấy Thảo Yên kìa. Cho nên đó là lý do mà NBC chọn Little Sài Gòn TV để thực hiện cái phỏng vấn này là như vậy. Sẽ có một cái chương trình, nghe nói là một cái chương trình dài hơn, thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị khi mà nhận được đầy đủ cái chương trình đó. Đây là những gì họ mới vừa chiếu tức thì trên đài số 4 và chúng tôi mới vừa nhận được từ cái người phóng viên đó để mà gửi đến quý vị, để cho thấy rằng nhờ sự hỗ trợ của khán giả, các cơ sở thương mại trong suốt mấy chục năm qua mà đến giờ phút này thăng trầm lắm thưa quý vị. Nếu quý vị đã theo dõi lịch sử của đài Little Sài Gòn TV, quý vị thấy rất nhiều khó khăn. Có những lúc mà tưởng là các anh em, anh John Thái cũng muốn bỏ cuộc, nhưng mà cuối cùng nhờ sự hỗ trợ, các anh em ngồi lại với nhau, tôi thấy cái sự đoàn kết nó quan trọng vô cùng đó. Và công sức bỏ ra khủng khiếp luôn để mà có thể có được những cái chương trình đó. Mà nếu không có sự hỗ trợ của quý vị từ mạng xã hội Facebook, YouTube và trên chương trình hàng ngày đó, thì chắc Little Sài Gòn TV không sống nổi với cái sự khó khăn trong thời gian qua. Khi mà cái số lượng khán giả bây giờ họ đổ dồn vào YouTube, Facebook và các mạng xã hội, rồi số người trẻ ngày nay biết tiếng Việt bắt đầu giảm đi, thì mình lại phải dựa vào cái thành phần mà di dân mới để sang đây để có thể đóng góp thêm. Sự thành công của cộng đồng người Việt chúng ta cũng đến từ các cơ sở thương mại, đến từ những người làm những cái việc nhỏ nhất, cho đến các cơ quan truyền thông xã hội, báo chí, TV. Và vì thế chúng ta cùng nhau đoàn kết thì mới có thể phát triển được cộng đồng một cách hữu hiệu được. Và chắc có lẽ vì thế mà chúng tôi nghĩ rằng đài NBC đã dựa vào, họ thấy lẽ đương nhiên có nhiều đài, nhiều báo, nhưng mà họ thấy chỉ có mỗi đài Little Sài Gòn TV là có các anh em ngồi lại với nhau để xây dựng cái đài cho đến ngày hôm nay. Cái đó là, nhưng mà cái điều Ngọc Lan nghĩ, một cái sự lựa chọn nữa như hồi nãy Ngọc Lan đã có nói, anh Đinh Xuân Thái là người đầu tiên làm mang cái TV truyền hình đến cho cộng đồng người Việt ở Mỹ. Chứ nói là trước đó thì nó nói chung là nó có rất là nhiều, từ năm 78, 80 trở đi là mình đã bắt đầu có truyền thông tiếng Việt ở ngay tại Hoa Kỳ rồi. Ngày xưa nhớ hoài có mới đâu mà có nửa tiếng thôi, thưa quý vị. Sau đó một tiếng. Về sau này khi mà FCC cho phép mở rộng, lúc đó mới có được 24/24. Trải qua bao nhiêu cái sự trưởng thành mới có được. Nếu quý vị nhìn thấy chúng tôi ngày xưa, đẹp lắm. Đùa tí chúng tôi đấy, tôi nói với người phóng viên đó, nếu mà bà tôi nhìn tôi vào 20 năm trước thì nó hoàn toàn khác lúc đó, từ tóc cho tới người ngợm này nọ. Đùa tí cho vui thôi. Thôi trở lại với chương trình thường lệ ngày hôm nay. Đây là một người thí sinh hoa hậu. Thế nhưng cái chuyện này nó lạ lắm Ngọc Lan và thưa quý khán thính giả. Trong một cái vụ xử bình tưởng đó, là người nào mà đã thú nhận tội và có những cái bằng chứng về giết người đó thì phải chung thân vào, không ạ? Tử hình thì bây giờ cái án tử hình cũng bị dẹp bỏ một phần ở các tiểu bang như là California. Nhưng mà đã thú nhận cái tội giết người rồi, vậy mà ngày hôm qua ra tòa đó thì anh chỉ bị xử về cái tội hỗ trợ để giết cái cô này. Đây là Tara, thí sinh trong cuộc thi sắc đẹp. Thế nhưng những cái tình tiết đó, bản tin nó không nói thêm chi tiết, nhưng mà bồi thẩm đoàn phải có lý do
để không xử tội nặng cho cái người giết. Không phải một mà là hai người đàn ông và có thể cả ba đã liên quan đến vấn đề ma túy. Đã, cho nên có những cái tình tiết mà bồi thẩm đoàn nói rằng mặc dù một trong những người mà giết cô Tara Grinstead này đã thú nhận là ông giết, nhưng mà khi mà lúc mà cảnh sát bắt ông á thì ông thú nhận ông giết, nhưng mà rồi sau đó lúc mà ra tòa thì ông sửa đổi lời khai và ông nói rằng tôi lúc đó tôi bị lên cơn ma túy, bị ảnh hưởng cho nên tôi khai. Với lúc đó đó tôi sợ cái người bạn của tôi sẽ giết tôi, bởi vì chính hắn mới là người giết người. Cho nên trong cái vụ này ông tòa rồi bồi thẩm đoàn rồi phe công tố đó gặp nhiều khó khăn để mà chứng minh được cái vụ đám. Thì thật sự đó cả hai đều bị án tù rất nặng, nhưng mà có một người đây mà người anh này anh tên là Đức, anh là người đã thú nhận ngay từ đầu là anh giết năm 2007 mà đến giờ mới xong. Thì anh nói là anh người là người giết, nhưng mà rồi anh sửa đổi lại. Thì anh nói là cả hai người vào nhà cô này để mà lấy ma túy, bởi vì biết cô đang sở hữu ma túy và có thể là tham dự vào những vụ mua bán ma túy, trên tiền rồi ma túy nhiều lắm. Trong lúc vào nhà cô đó thì thấy, trong lúc đang tìm cách lục lọi đồ thì cô bắt gặp hai người. Thì đó là lý do mà họ sợ cho nên họ mới giết cô. Wow. Để phi tang dấu tích. Hậu quả là cô chết. Gia đình ngày hôm nay rất là bực mình, bởi vì họ nói rằng một cái người đã rõ ràng giết người như thế mà thủ án cũng 6 năm 7 năm nay rồi thưa quý vị, cho nên tên này, tên Đức này sẽ còn 10 năm ở trong tù nữa, và sau đó thì ra khỏi tù mà không bị án chung thân, mặc dù là thú tội giết người. Còn nhiều tin tức nữa liên quan đến tình hình thế giới, kính mời quý vị cùng theo dõi với chúng tôi ngay sau phần quảng cáo và tạm chia tay với Ngọc Lan. Hẹn gặp lại anh Thụy vào tuần tới. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sáng ngày mai.